Sư Minh Tuệ, cơn mưa rào quý hiếm. Trong vài năm qua, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã chứng kiến những năm tháng biến động đau thương mất mát. Dịch bệnh Covid cướp đi sinh mạng hơn 15 triệu người trên toàn thế giới. Cuộc chiến tranh Nga, Ukraine, Israel và Hamas, nội chiến Myanmar khiến hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người ly tán, bỏ nhà bỏ cửa, ra đi vô định. Covid qua đi, khủng hoảng kinh tế ập đến, thất nghiệp tràn lan, khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, stress, biến đổi khí hậu, hạn hán, ngập mặn. Trong nước, hàng loạt vụ án tham nhũng siêu lớn, có vụ như SCB gây thiệt hại lên đến 27 tỷ USD, vụ án Trịnh Văn Quyết, vụ án Tân Hoàng Minh, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Phan Quốc Việt và một loạt đại gia đã khiến nhiều đại gia lãnh đạo kẻ mất mạng, người mất chức, tù đầy. Có lẽ do lòng tham ích kỷ cao ngút trời, sâu thẳm không đáy. Nhiều người bất chấp lương tri, lợi dụng khó khăn thảm cảnh của đồng loại để kiếm chác. Người ta có thể nhận tham ô hàng triệu USD trong khi vô số bệnh nhân thở máy chờ chết, chờ chuyến bay giải cứu. Có lẽ sự vô cảm đã che lấp tâm tánh từ bi của nhiều người. Nhớ lại những hình ảnh container đựng xác người, những lò thiêu người quá tải, những cuộc chạy nạn của các gia đình trên ô tô, xe máy, xe đạp trong đêm tối. Trên đường đèo trốn Covid, chúng ta mới thấy khổ đau tràn lan dưới muôn ngàn tướng trạng sai biệt khác nhau. Lời Phật dạy về khổ đế và nguyên nhân của sự khổ có lẽ đã hiện rõ vào tim óc của người Phật tử. Sự thống khổ của hiện thực đời sống, sự khô khan chai sạn của tâm hồn đã khiến người ta luôn khao khát và hy vọng một điều gì đó mang lại an lành mát mẻ. Sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trong bối cảnh đó. Cơn mưa rào mang tên Minh Tuệ. Với sự trợ duyên của nhiều YouTuber, Sư Minh Tuệ nhanh chóng trở thành một luồng gió mát, một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, y áo vá, một cái ruột nồi cơm điện, ăn ngày một bữa, khất thực qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ đồ ăn. Sư mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người. Khuôn mặt tươi vui không hề lo âu bởi áp lực của cuộc sống. Thanh thản đi giữa con đường trưa nắng chang chang, làm bừng lên sự rạng rỡ hình bóng của người khất sĩ. Cái y áo vá trở thành linh thiêng sống động và thậm chí huy hoàng. Sư thực hành hạnh ngủ ngồi ở nghĩa địa, gốc cây, ngôi nhà trống, rừng núi đã làm sống lại hình ảnh du tăng khất sĩ của Phật Thích Ca Mâu Ni thuở nào. Sư đã khiến cho bao người dấy lên trăn trở về ý nghĩa thực sự của đời người. Những người vốn khắc khoải thánh thiện, bình an vượt lên ma lực đồng tiền, quyền lực, ích kỷ ngã mạn. Sư đã làm rúng động hàng triệu con tim của người Việt Nam và cả trên thế giới, cho người ta hy vọng về những gì tốt đẹp đang ngày một nở hoa, bất chấp mọi gam màu xấu xí đen tối. Những bông sen sẽ vẫn mọc trên đầm lầy. Sư khiến cho những tâm hồn ngáo và nghiện kinh sách, nghiện tiền bạc, nghiện tích lũy và quyền lực trở nên xúc động, tự vấn về bản thân của mình. Ta có đang lầm đường lạc lối? Lạ lùng là có những vị sư trụ trì và các sư ở chùa to nhỏ khác nhau trên cả nước vân tập về để được đảnh lễ dưới chân của Ngài. Vì xét theo công văn giáo hội Phật giáo Việt Nam thì Ngài chưa là tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ta thấy chân lý Phật đã vượt lên những thủ tục lễ nghi, giấy tờ, quy định thế tục. Chính thân giáo của sư tạo nên hoan hỷ lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến tâm hồn Phật tử nói chung và những người chưa phải là Phật tử nói riêng. Thân giáo, pháp hành hạnh đầu đà của sư có lẽ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về sự đa dạng pháp môn tu tập tại các tự viện lớn, các chùa to Phật lớn về pháp học và pháp hành. Và như một hệ quả, sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho người đi theo con đường chánh pháp của Phật Thích Ca. Nhớ đến hình ảnh sư và hàng ngàn người đi theo trong một clip, tôi liên tưởng đến phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa. Khi chư Phật xuất hiện, đã làm chấn động đất tâm của hàng triệu người. Đất rúng động, nứt ra, hàng triệu triệu Bồ Tát vọt lên, tiếp bước chư Phật, hộ trì giáo pháp của chư Phật chánh đẳng chánh sát tại cõi Ta Bà này. Tôi cảm nhận rằng, cũng chính những con người theo sư đó, khi được Pháp Phật khai mở khiến cho giác ngộ, họ trở nên dũng mãnh vô úy, phát tâm Bồ Đề, hộ trì chánh pháp. Tôi cũng nhận thấy bóng dáng của các vị Bồ Tát khác, của các cư sĩ, của chư thiên, long thần hộ pháp trong hình dáng những vị sư đi theo sư, người quét đường, trong thí chủ cúng dường, các chú công an giao thông, các YouTuber, các thương gia hộ trì. Đặc biệt và cũng rất kỳ lạ, trong số đó có một vị hộ pháp có tướng mạo rất hộ pháp khác lạ đã đến để đi theo sư. Người đó có khuôn mặt rất dữ, uy nghiêm, đôi bàn tay rắn chắc, hình dáng thật kỳ lạ. Trong một kiếp quá khứ, thường bất khinh Bồ Tát, luôn luôn cung kính bất kể người đó là ai. Nay, ta lại thấy được hình ảnh đó trong lời nói xưng hô của Sư Minh Tuệ. Con, đây cũng là điều rất đặc biệt của Sư Minh Tuệ. Rồi đây, cơn mưa rào mát làm mang tên Minh Tuệ sẽ đi qua. Nhanh hoặc chậm,
nhưng đã để lại lợi ích to lớn cho mảnh đất tâm của nhiều người Phật tử, cư sĩ tại xa, những người thường nghĩ mình thiếu thốn, nghèo khó, những người luôn quả quyết rằng tiền là trên hết, sống vì tiền và vì mình trên hết, và cả những người mắc bệnh lo âu về tiền bạc, tài sản và về an ninh của bản thân và gia đình quá mức. Sư đã truyền cho bản thân tôi và nhiều người về lối sống thiểu dục tri túc, vô ngã vị tha. Xin thành kính đảnh lễ và tri ân sư từ xa, cầu mong cho sư thân khỏe tâm an để mang lại lợi lạc cho tất cả. Đến đây, tôi chợt nhớ đến lời bài hát Một đời người, một rừng cây của Trần Long Ẩn. Trong đó có đoạn: khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây. Một đời người mà làm được như sư Minh Tuệ thì thật là cao cả quý hiếm. Một rừng người đi bên cạnh sư, tự họ đã phản chiếu chân lý. Một là tất cả là một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viết nhân ngày lễ Phật Đản 2024. Cư sĩ Ngộ Minh Thắng.